Sư Thầy Thích Minh Tuệ, vị sư được người dân cung kính, 13 pháp tu khổ hạnh đầu đà, gọi là sư thầy, thường được các Phật tử hoặc người dân hay gọi là các nhà sư tu tại chùa. Như Thầy Thích Minh Tuệ cũng chia sẻ, rất khiêm tốn, ông chỉ là một công dân Việt Nam bình thường, học tập theo lời dạy của Đức Phật và xưng là con với tất cả mọi người. Người dân gọi là sư thầy vì kính trọng ông. Tóm tắt tiểu sử của Thầy Thích Minh Tuệ. Thầy tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981, sinh ra trong một gia đình 4 anh chị em tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Thầy là con thứ hai trong gia đình. Năm 1994, gia đình thầy chuyển vào Gia Lai sinh sống. Lúc nhỏ, thời học sinh, thầy là học sinh rất giỏi. Học xong phổ thông, thầy Minh Tuệ đi bộ đội và hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về nhà. Sau đó thầy theo học tại trường nông nghiệp Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai. Ra trường thầy làm thước đo, địa chính cho một công ty. Trong thời gian làm việc, thầy vẫn tìm hiểu về kinh sách Phật Pháp. Cuộc sống và công việc của thầy khá ổn định, nhưng một ngày thầy quyết định bỏ tất cả để tìm kiếm con đường tu hành. Ban đầu thầy tu tập tại một ngôi chùa ở Đắk Lắk. Tuy nhiên, sau vài tháng ở đó, thầy nhận ra rằng môi trường không phù hợp với tu hành của mình và đã phát nguyện theo đuổi phương pháp tu hành khất thực. Vì sao thầy Thích Minh Tuệ được mọi người cung kính? Thầy Minh Tuệ tu 13 hạnh đầu đà, khổ hạnh phúc, lối đi cực khổ, gian nan mà ít người trong thời hiện đại bây giờ làm được. Hạnh đầu đà, khổ hạnh phúc là một thực hành Phật giáo như mặc áo giá, ngày ăn một bữa trưa, ngủ ngồi, tối ngủ dưới gốc cây hoặc nơi nhà hoang, nghĩa địa. Cách tu của thầy cho ta thấy gần hơn với hình ảnh của Đức Phật và Tăng Đoàn trong quá khứ. Đặc biệt là thầy không nhận tiền chào mà chỉ nhận đủ một bữa chay vào bữa sáng. Ở thầy tỏa sáng một sự chân chất thật thà, không hoa mỹ. Thầy không nói điều gì cao siêu huyền bí. Nếu có ai hỏi về phương pháp tu hành, thầy luôn nói là giữ giới, pháp tu theo hạnh nguyện của bậc thiền đẳng, thiền giác, cố gắng làm việc tốt. Thầy luôn nói giữ giới là cốt lõi của tu hành. Trong suốt 6 năm, thầy Thích Minh Tuệ đã đi bộ hàng ngàn cây số khắp mọi miền đất nước. Hành trình ấy đã để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng người Việt. Đó không chỉ là việc tu tập cá nhân, mà còn là sứ mạng lan tỏa Phật Pháp đến giới cộng đồng, lan tỏa tinh thần yêu thương và giác ngộ đến với mọi người. Những câu chuyện về sự mạnh mẽ, ý chí và lòng nhân ái của thầy đã truyền cảm hứng cho nhiều người, khơi dậy niềm tin và hy vọng trong cuộc sống. Bước chân của thầy từ nay sẽ không lẻ loi. Trên mạng chúng ta có thể tìm thấy những hình ảnh và video ghi lại cảnh rất nhiều Phật tử và người dân đi theo thầy Thích Minh Tuệ. Từ người già đến trẻ em, nam thanh nữ tú, điều này thật đáng quý. Tuy nhiên, việc có quá nhiều người đi theo thầy sẽ gây cản trở giao thông và gây ra những phiền toái không đáng có. Chúng ta nên giảm, hãy bảo vệ thầy bằng cách giảm nhẹ để cho thầy an nhiên tu tập, giảm tung hô và cũng giảm so sánh. Tốt hơn hết, chúng ta hãy yên tĩnh học ở thầy những điều tốt đẹp theo cảm nhận của riêng mình.